Kính chào quý khán giả và quý bà con, Thiên Phước và Kim Quý rất vui khi được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay ngày 21 tháng 5, chúng tôi tiếp tục mang đến cho quý vị và bà con những thông tin liên quan đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó còn là cập nhật về thông tin thị trường giá cả sản xuất nông sản trong nước đáng chú ý. Sau đây sẽ là phần điểm qua những thông tin chính có trong 15 phút của chương trình hôm nay. Lâm Đồng ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật nuôi tầm giảm chi phí lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đơn dương, việc đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn. Cá bóp thương phẩm đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả cao ở Ninh Thuận. Con số hôm nay, xuất khẩu khoai mì giảm mạnh về lượng và giá trị. Chuyên mục chuyện nhà nông thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm kén tầm cho nông dân Đà Tẻ. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Thưa quý bà con, tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 14.000 hộ trồng dâu nuôi tầm, 90% trong số đó là những nông hộ trồng dâu gắn với nuôi tầm, 10% còn lại là những nông hộ không có diện tích, điều kiện về đất đai, nên bà con mua lá dâu của những nông hộ địa phương để nuôi tầm. Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nuôi tầm lấy kén ươm đã được nhà nông áp dụng rộng rãi, giúp bà con giảm chi phí lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tại một số địa bàn ở thành phố Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Đà Tẻ, có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình có điều kiện về cơ sở, vật chất, kỹ thuật đã đầu tư nuôi tầm con tập trung từ lúc trứng nở cho đến tầm con tuổi 3. Sau đó, bán giống cho các hộ nuôi tầm thương phẩm lấy kén, ươm tơ. Ưu điểm của cách làm này là điều kiện chăm sóc tầm con tốt hơn. Giai đoạn này hết sức quan trọng, hạn chế dịch bệnh, sử dụng lao động có hiệu quả, hạn chế sự rủi ro thiệt hại cho các hộ tiếp nhận nuôi tầm con ở giai đoạn tiếp theo. Với kỹ thuật này, chỉ cần khoảng 12 đến 13 ngày nuôi tầm lớn là đã có kén bán. Hiện nay, huyện nông thôn mới Đơn Dương hiện có 38 công trình thủy lợi cung cấp nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cho gần 2.400 hectare. Bên cạnh những công trình nói trên, địa phương này còn xây dựng hơn 110 km kênh mương và đường ống dẫn nước tưới. Theo đánh giá của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 100% số xã trên địa bàn huyện Đơn Dương đạt định mức trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động, đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Tuy nhiên, ở một số khu vực trong huyện, do chưa có hệ thống thủy lợi, việc tưới nước chủ yếu do người dân phải khoan giếng để sử dụng nguồn nước ngầm. Bởi vậy, việc đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn. Cũng liên quan đến câu chuyện nước tưới, thưa quý vị và quý bà con, vụ hè thu năm 2019, tỉnh Quảng Trị có gần 1.560 hectare đất lúa bị thiếu nước sản xuất kém hiệu quả hoặc không thể sản xuất. Nguyên nhân là lượng mưa ít nên các hồ chứa lớn trên địa bàn hiện chỉ còn nước ở mức từ 33 đến 65% so với dung tích thiết kế và đang có nguy cơ tiếp tục giảm nhanh do nắng nóng và gió mùa Tây Nam khô nóng cường độ mạnh. Mặc dù đã vào đầu vụ hè thu 2019, nhưng nhiều cánh đồng ở tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể hoàn thành khâu làm đất để gieo cấy lúa do nguồn nước từ hệ thống kênh mương đã cạn kiệt, không còn nước để cung cấp cho nhiều diện tích đất lúa. Hệ quả là nhiều ruộng lúa đang phải chờ nước mới có thể sản xuất, dẫn đến nguy cơ gieo cấy trễ vụ hoặc không sản xuất do khô hạn. Tỉnh Quảng Trị chuyển đổi 22.500 hectare sang trồng các giống lúa ngắn ngày, qua đó giúp tỉnh tiết kiệm được khoảng 55 triệu mét khối nước trong mỗi đợt tưới so với sử dụng các giống dài ngày. Ngoài ra, tỉnh còn chuyển đổi nhiều diện tích đất lúa thiếu nước sang chăn nuôi, xây dựng phương án điều tiết, sử dụng nước hợp lý. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, lượng nước tích trữ ở các hồ đập không đủ để phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, người dân ở xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm đảm bảo sản xuất lâu dài. Trong đó, việc chuyển đổi diện tích đất trồng lúa không chủ động được nguồn nước sang trồng các loại cây hoa màu ít sử dụng nước là một giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho nông dân tại địa phương. Những năm trước đây, khu vực cánh đồng cây sung ở thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận với diện tích hơn 44 hectare, chủ yếu trồng lúa nước hưởng lợi từ hệ thống thủy lợi trạm bơm Xóm Bằng. Tuy nhiên, trước tình hình nắng hạn, lượng nước tưới không đủ để cung cấp sản xuất lúa, Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn đã tuyên truyền cho nông dân chuyển đổi sang trồng cây đậu phộng với diện tích hơn 15 hectare. Từ xưa giờ rồi, nói chung bà con là trồng cây lúa nước, mà từ khi là nước là như đầu nguồn thì nước bị thất thu là không có trồng được, mà từ khi có trạm bơm là xã với lại huyện tuyên truyền bà con là chuyển đổi công tác cây trồng, là đặc biệt đối với gia đình tôi hiện nay là trồng cây đậu phộng
ba sào, mà hiện giờ là đối với cây đậu phộng thì vẫn phát triển tốt bình thường, mà hứa hẹn là sẽ mai sau giữa tháng 6 là có thể là thu được những kết quả cao. Xác định chuyển đổi cây trồng sử dụng tiết kiệm nguồn nước là giải pháp sản xuất lâu dài phù hợp với định hướng cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp của xã, đặc biệt là đối với những diện tích đất không chủ động được nguồn nước. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, đến nay nông dân đã chuyển đổi hơn 15 hecta trồng cây đậu phộng, 5 hecta cây bao bo và 12 hecta trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc. Thưa quý bà con, có thể thấy chuyển đổi diện tích đất trồng trọt không chủ động được nguồn nước tưới sang trồng cây chịu hạn của nông dân xã Bắc Sơn là một trong những giải pháp thích nghi với biến đổi khí hậu hiện nay. Việc này không chỉ đảm bảo cho đất không bị bỏ hoang do thiếu nước, mà quan trọng nhất là góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân. Liên tục chương trình, vùng nuôi tôm sinh thái tập trung có hơn 7.000 hecta đạt chứng nhận quốc tế. Cá bớp thương phẩm, đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả cao ở Ninh Thuận. Con số hôm nay, xuất khẩu khoai mì giảm mạnh về lượng và giá trị. Chuyên mục chuyện nhà nông, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cán tầm cho nông dân Đạ Tẻ. Thưa quý vị, chương trình 365 ngày chuyển động ngày hôm nay xin chia sẻ tới quý vị và quý bà con những thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân nhiều địa phương trên cả nước. Những năm gần đây, tỉnh Cà Mau quan tâm phát triển diện tích nuôi tôm sinh thái đạt chứng nhận quốc tế. Hiện tại, vùng nuôi tôm sinh thái tập trung nhiều tại huyện Ngọc Hiển. Theo đó, đã có hơn 7.000 trên tổng số hơn 11.000 hecta nuôi tôm sinh thái được các tổ chức quốc tế chứng nhận. Nuôi tôm sinh thái được cho là mô hình có tính bền vững và ổn định hơn cả bởi tiêu chí thân thiện với môi trường, chi phí thấp, lợi nhuận cao. Hầu hết những hộ nuôi tôm sinh thái ở huyện Ngọc Hiển đều khẳng định nuôi tôm sinh thái có rất nhiều cái lợi, trong đó nông dân là người hưởng lợi nhiều nhất. Trước hết là không phải tốn chi phí kháng sinh hay thức ăn, được công ty bao tiêu sản phẩm và đặc biệt những vùng nuôi tôm được chứng nhận quốc tế, người dân còn được hỗ trợ dịch vụ chăm sóc bảo vệ rừng với mức 1,2 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm. Số tiền này được quy đổi ra thành con giống ngay từ đầu vụ nuôi. Tôm sinh thái này thì nói chung nó có lợi thế hơn nuôi công nghiệp. Công nghiệp thì có xài thuốc men rồi có khi mình không đủ kỹ thuật thì nó cũng bị thất bại. Còn nuôi sinh thái này thì nói chung chủ yếu là mình mua tôm mình thả vô rồi mình theo dõi con tôm kết hợp với nuôi cua, rồi nuôi cá, rồi trồng rừng. Nó có cái lợi thế đó. Để tôm sinh thái đạt được chứng nhận quốc tế, đòi hỏi người nuôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình từ khâu cải tạo ao đầm, chọn con giống cho đến khi chép nhật ký sản xuất. Hàng năm đầu năm nó vào vụ khoảng cỡ tháng 8, tháng 9 âm lịch mình sên giác, sửa sang gì đó, xong xuôi đàng hoàng mình xử lý nước theo cái quy định là của nhà nước về bên cái xử lý vấn đề sử dụng vôi hay là bằng phân hữu cơ gì đó, vô cơ gì đó là rồi mình bắt đầu chững nước đàng hoàng là thả tôm. Con tôm sớm được xác định là một thế mạnh kinh tế trọng yếu của huyện Ngọc Hiển. Huyện cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 19.000 hecta nuôi tôm sinh thái được chứng nhận quốc tế, năng suất đạt khoảng 220 kg trên 1 hecta mỗi năm. Thêm một câu chuyện về vật nuôi thủy sản đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, cá bớp là đối tượng được nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong khoảng 2 đến 3 năm trở lại đây. Đây là khu vực nuôi cá bớp tại vùng biển Cà Ná với khoảng 15 bè, trong đó hộ anh Mai Thành Lễ là hộ tiên phong nuôi cá bớp quy mô lớn nhất tỉnh với 30 lồng nuôi. Mỗi lồng có diện tích 64m², chi phí đầu tư trên chục tỷ đồng. Sau 9 tháng nuôi với 50.000 con cá bớp, trọng lượng từ 5 đến 6kg, nếu giá bán ổn định, sau khi trừ chi phí, mỗi vụ nuôi, anh Lễ thu lãi hàng tỷ đồng. Theo nhiều hộ nuôi, việc nuôi cá bớp đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu khá lớn, bởi giá cá bớp giống cao, khoảng 25.000 đồng một con, kích cỡ 12cm, nên đòi hỏi người nuôi phải thường xuyên tìm hiểu kỹ thuật nuôi, chú ý vấn đề môi trường để chăm sóc tốt hơn cho đàn cá. Nói chung con cá đây nuôi thì nó cũng giới hạn một số bệnh thôi, nó không phải là ví dụ như nó mù mắt hàng loạt hay là nó bệnh thiếu oxy hay là những cái đó thì không có. Ở vùng mình nuôi thì nó ổn định được cái vấn đề mà cái khi mà con cá nó qua cái tuổi trưởng thành, nó dù nó khoảng chừng 2-3 lạng con rồi đâu đây là giờ nó không có chết nữa. Theo thống kê toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 2.498 lồng bè nuôi thủy sản, tập trung chủ yếu ở khu vực biển Bình Sơn, Ninh Chữ 1.633 lồng, Mỹ Tân 404 lồng, Cà Ná 175 lồng, Vĩnh Hy 286 lồng. Cá bớp là đối tượng dễ nuôi, dễ chăm sóc và thị trường tiêu thụ mạnh, nên việc phát triển đối tượng nuôi cá bớp sẽ góp phần đa dạng sinh học, tái tạo nguồn lợi thủy sản, thúc đẩy kinh tế biển, mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương.
vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con cùng đến với chuyên mục con số hôm nay. 931.000 tấn, đây là con số thống kê xuất khẩu khoai mì và các sản phẩm từ khoai mì trong 4 tháng đầu năm 2019. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu khoai mì và các sản phẩm từ khoai mì ước đạt 931.000 tấn, tương ứng với 356 triệu đô la Mỹ, giảm 14,1% về khối lượng và giảm 3,3% giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, chiếm tới 88,7% lượng hàng xuất khẩu. Theo sau là Hàn Quốc và Philippines, lần lượt là 2% và 1,9%. So với cùng kỳ năm 2018, thị trường Trung Quốc giảm 26,8% về lượng và 12,4% về giá trị. Nhận định về tình hình xuất khẩu mặt hàng nông sản này trong thời gian tới, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho rằng tình hình xuất khẩu sẽ phụ thuộc vào việc các nhà sản xuất có sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tiếp tục phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc hay không. Hay là các nhà sản xuất hướng tới các giải pháp khác như là nâng cấp chất lượng khoai mì để phục vụ ngành chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi hơn là chỉ tập trung vào việc cung cấp nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất ethanol của Trung Quốc. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, trong các số phát sóng của 365 ngày chuyển động gần đây, chúng tôi có đề cập nhiều đến nội dung phát triển nghề dâu tằm tại Lâm Đồng. Trong Chuyện Nhà Nông hôm nay, nội dung này sẽ tiếp tục được chúng tôi phản ánh với một câu chuyện tại huyện Đà Tẻ. Thưa quý vị và bà con, cùng với việc tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm tăng hiệu quả kinh tế, những năm qua tại huyện Đà Tẻ đã triển khai các giải pháp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là kén tằm, sản phẩm lâu nay bà con làm ra chỉ bán trôi nổi trên thị trường. Nhưng giờ thì đã khác, khi có sự vào cuộc của chính quyền, cơ quan chuyên môn, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, chế biến kén tằm được thành lập là chỗ dựa tin cậy trong tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Thay thế cho cây điều, cây mía thường xuyên không ổn định về kinh tế, thời gian gần đây, hiệu quả trồng dâu nuôi tằm đã trở thành phong trào ở Đà Tẻ, được người dân hưởng ứng. Hộ anh Nguyễn Văn Đương ở xã Hà Đông sản xuất 3 sào dâu. Cây dâu, con tằm đã giúp gia đình anh một đời sống khác, đặc biệt là giá đầu ra sản phẩm kén được doanh nghiệp thu mua ổn định. Chân tằm này nó đạt, kinh tế nó hiệu quả cao. Đó. Nói chung là mỗi một tua thì cũng được hơn một tạ, đó, thì cũng được chục triệu một tua. Nhưng nói chung là kinh tế gia đình cũng đỡ ổn. Công ty tơ lụa Minh Quân đóng tại xã Mỹ Đức, huyện Đà Tẻ có công suất chế biến hơn 600 tấn kén mỗi năm. Sau khi hoạt động, toàn bộ sản phẩm kén tằm của toàn huyện được đơn vị này thu mua hết. Giá thu mua đầu vào của công ty kén tằm này còn cao hơn 20-30% so với giá bán ra thị trường trôi nổi như trước đây của nông dân. Đà Tẻ mấy năm gần đây cũng phát triển về cái dâu, kén tằm rất nhiều. Những doanh nghiệp chúng tôi cũng mạnh dạn đầu tư xuống đây để kết nối, để tiêu thụ sản phẩm cho bà con và đưa chất lượng kén tằm của huyện Đà Tẻ để đạt được cái chất lượng sản phẩm cao. Đầu làm thì nó hơi khó nhưng mà mình cố gắng thì được tỉ mỉ với mình chịu khó để ý là mình làm được. Thu nhập thì so với mức sống ở đây thì tạm ổn định. Huyện Đà Tẻ có tới hơn 1.300 hecta cây dâu, sản lượng hơn 1.500 tấn. Với hàng nghìn hộ làm nghề chăn tằm, mức thu nhập cao nhất so với các loại cây trồng khác. Chủ trương của huyện là khuyến khích các hộ dân chuyển đổi những loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp có thu nhập thấp và nhiều rủi ro sang loại cây có hiệu quả kinh tế, đặc biệt như cây dâu. Tuy nhiên, bài toán tiêu thụ kén tằm cho nông dân là vấn đề quan trọng. Nếu làm tốt được điều này thì mục tiêu đến năm 2020, Đà Tẻ phát triển lên 2.000 hecta cây dâu mới có tính bền vững. Trồng dâu nuôi tằm vốn là nghề truyền thống của vùng đất Đà Tẻ từ những năm 1985-1990 và sau thời gian mai một tới nay, nghề trồng dâu nuôi tằm đang trỗi dậy. Nhiều hộ gia đình của Đà Tẻ trước đây khó khăn thì nay đã thoát nghèo vươn lên làm giàu nhờ vào nghề này. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,3%, hiện chỉ còn 3/4 dân số toàn huyện có thu nhập dưới mức chuẩn nghèo theo quy định. Và nghề trồng dâu nuôi tằm cùng sự ổn định đầu ra của sản phẩm sẽ đưa Đà Tẻ trở thành điểm sáng trong tương lai. Quý bà con thân mến, nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 0263382 9930. Thiên Phước và Kim Quý kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con trong chương trình ngày mai.